Để duy trì vị thế số 1 ở cả nước Anh và châu Âu, Pep Guardiola thừa hiểu phải làm mới đội hình cho Man City. Nhưng không ai thay đổi một đội hình chiến thắng. Có chứ, nếu thay đổi để mạnh lên gấp nhiều lần. Với Pep, hai chữ hoàn hảo và tiến hóa luôn ám ảnh trong đầu ông. Tôi không muốn Man City biến mất sau một năm thành công tại Champions League. Toàn đội phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Có những đội vô địch Champions League xong rồi tuột dốc, Man City phải tránh điều đó. Đó là lời cảnh báo của Pep với các học trò đúng không? Nhưng nếu nhìn theo cách khác, các bạn có thể hiểu rằng đây cũng chính là đòn giằn mặt của chiến lược gia đầu hói với phần còn lại của thế giới. Man City đang ở đỉnh cao muôn trượng, là tập thể mạnh nhất thế giới. Họ sẽ không dừng lại, thậm chí còn vượt qua cả hiện tại. Giống như câu slogan nổi tiếng của trung tâm Anh ngữ The best become better, hay dịch giả là tốt nhất vẫn có thể trở thành tốt hơn. Và không hiểu 19 câu lạc bộ còn lại tại Premier League sẽ phản ứng thế nào khi biết Man City có thể tung ra sân đội hình khủng khiếp dù không có Ilkay Gundogan, Kai Walker, Emerick Laporte, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, thậm chí cả tân binh Mateo Kovacic. Cảm giác chắc chắn là chán nản rồi. Bởi với một phiên bản kỳ vọng mùa 2023-24, Man City tiếp tục là vô đối. Tất nhiên, khi các cầu thủ kia ra đi, Man City sẽ phải mang về những cái tên đủ khả năng khỏa lấp chỗ trống. Một là Declan Rice. Man City quan tâm tới gạo là một động thái cực kỳ bất ngờ bởi thời trị tiền này. Chỉ thấy Man United và Arsenal là những đội quan tâm cầu thủ này nhất. Nhưng một khi Man City đã nhảy vào, họ đang áp đảo các đối thủ, cả về mặt tiền bạc lẫn sức hút đẳng cấp. Được biết, The Citizen đề nghị West Ham nhượng lại Rice cho họ với tổng giá trị là 90 triệu bảng, bao gồm 80 triệu bảng trả trước, 10 triệu biến phí. Đây là đề nghị tương đương với Arsenal, nhưng vẫn thấp hơn 10 triệu bảng so với mức giá tối thiểu mà The Hammers yêu cầu. Tín hiệu phát đi là rất tích cực. Man City tự tin sẽ có được Rice với sự chịu trì của mình. Nếu đón Rice về, hiển nhiên Kovacic sẽ khó lòng cạnh tranh vị trí chính thức. Nhiều người lo sợ Rice sẽ dẫm chân Rory. Nhưng đây là những suy nghĩ thừa thãi. Ngoài khả năng tranh chấp, Rice có đầy đủ phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu. Trong đó, đặc biệt là khả năng dắt bóng về phía trước, anh đã thể hiện điều đó vô cùng xuất sắc ở chung kết Conference League vừa qua. Cùng với đó, nên nhớ Pep Guardiola là một nhà cải tạo đại tài. Nên vào tay Pep, Rice có thể khám phá thêm những năng lực ẩn của mình. Về mặt thống kê, Rice không thua kém Rory, tiền vệ phòng ngự số 1 của Man City ở mùa 2022-23. Tuyển thủ Anh thực hiện 63 lần truy cản thành công, cao gấp đôi Rory 33. Số phát tác bóng, can thiệp kịp thời và giải nguyên bằng đầu của Rice cũng tốt hơn Rory. Ở khả năng đóng góp vào lối chơi, Rice có tỷ lệ chuyền chính xác 88,05%, thua kém đôi chút với Rory 91,27%. Nhưng tiền vệ của West Ham có số lần chọc khe thành công 4 và tạt bóng 44, nhưng hơn Rory lần lượt là 2 và 6. Điểm khác biệt giữa Rice và Rory nằm ở chỗ tiền vệ người Anh được phép chơi nhiều cao hơn so với cầu thủ của Man City, cho phép Rice ghi 2 bàn trong vòng cấm mùa 2022-23. Còn Rory thì không có pha lập công nào ở khoảng thời gian này. Cầu thủ người Tây Ban Nha chịu trách nhiệm đánh chặn và bọc lót cho đồng đội. Tất nhiên, không phải ngôi sao nào cũng chơi tốt khi lắp vào hệ thống của Pep. Nhưng những thống kê của Rice đem đến sự hứa hẹn. Nên nhớ, Rory tỏa sáng khi được chơi trong tập thể toàn sao và được vận hành nhuần nhuyễn ở Man City, trái ngược với Rice. Điều này càng làm tăng giá trị của tiền vệ người Anh. Rice là phiên bản update cộng 5 chỉ số thể chất so với Kovacic hay Gundogan trước đây. Dàn tiền vệ đối phương cứ thử dạy dột đọ sức Rice và Rory mà xem. Chắc chắn họ sẽ kinh hãi vì đụng độ hai gã trâu bò đủ sức hất vào người bình thường đi xa 3m. Nhờ đó, Man City sẽ có một tấm khiên từ xa cực kỳ vững vàng và vẫn luôn chuyển bóng tốt. Xuyên qua phòng tuyến hai người đã khó, đừng nói tới việc nhìn mặt Ederson, và thử thách cho các đối thủ sẽ khó gấp bội nếu City có tiếp mảnh ghép thứ hai là Josko Gvardiol. Sau pha bóng bị Lionel Messi quay nhìn chóng chóng ở World Cup 2022, giá trị của Gvardiol đã xuống một chút. Nhưng ở tuổi 21, hiếm có trung vệ nào xuất sắc hơn Gvardiol vào lúc này. To như con voi nhưng lại không lù đù chậm chạp như Harry Maguire. Tốc độ của Gvardiol có lẽ là không thua kém gì Virgil van Dijk là mấy. Đặc biệt, anh còn chuyền bóng rất tốt, qua đó vô cùng phù hợp với triết lý của Pep. Khi thi đấu cho Dinamo Zagreb, trung vệ này thường cực mạnh dạn trong việc cầm và lên bóng từ hàng phòng ngự với tốc độ cao. Nếu trong trường hợp có đủ không gian thì không quá khó để Gvardiol tung ra các đường chuyền dài vượt tuyến. Nếu thi đấu ở ngoại Anh, Gvardiol cũng hoàn toàn đủ sức vì thể hình hoàn toàn lý tưởng với các trận đá rắn. Hơn nữa, trung vệ trẻ cũng cực kỳ chăm chỉ và ít khi gặp phải chấn thương. Tại World Cup 2022, Josko Gvardiol đã thể hiện tất cả những phẩm chất của mình khi luôn là một chốt chặn quan trọng trong hàng phòng ngự của Croatia. Điều này góp phần tạo nên một hàng thủ tốt nhất mùa giải. Gvardiol luôn có mặt kịp thời để hóa giải mọi nguy cơ đến từ các chân sút đối phương. Đặc biệt, trong hai trận đấu gặp đối thủ mạnh là Bỉ và Brazil, trung vệ này hầu như không bao giờ để các tiền đạo qua mặt. Nếu án ngữ trước khung thành Ederson là cặp trung vệ Gvardiol và Ruben Dias,
thì đó chính là ác mộng với mọi tiền đạo. Nếu có một chút lăn tăn thì nó nằm ở hai cánh. Bên cánh phải, Walker đang đòi ra đi, trong khi City vẫn chưa có một hậu vệ trái chuyên biệt nào. Nhưng kể cả không mua thêm người, Pep vẫn có thừa cách giải quyết khi Nathan Ake có thể chơi tốt bên hàng cánh trái. Còn ở cánh phải, ông thầy người Tây Ban Nha có Manuel Akanji, Rico Lewis và đặc biệt là John Stones. Từ cánh, Stones dễ dàng bó vào trung lộ và chơi như một tiền vệ trung tâm, như những gì đã thể hiện trong mùa giải 2022-2023. Thử hình dung xem, khi Man City có bóng, ở giữa sân của họ sẽ là ba cầu thủ vừa cơ bắp, vừa kỹ thuật là Rory, Rice và John Stones, lại còn được hỗ trợ trong một hệ thống tối ưu. Thì đó chính là vòng luân chuyển bất tận và khiến bọn đối thủ khóc thét. Pep bây giờ đã thực dụng nhiều hơn, đầu tư rất lớn để tạo ra sự chắc chắn tự thân của hàng thủ. Nên với hai sự bổ sung này, Man City chắc chắn sẽ chỉ mạnh thêm. Ngay cả việc hai cầu thủ thuận chân trái là Mahrez và Silva đang chưa xác định được tương lai thì cũng không phải là vấn đề quá lo lắng. Pep có trong tay một Phil Foden đầy tiềm năng và cần một không gian để phát triển tối đa. Ở thời điểm hiện tại, Manchester City chính là hiện thân của chiến thắng. Thật khó để bất cứ ai trong chúng ta tìm được một đội bóng đủ sức để bại The Citizen vào lúc này. Arsenal của Mikel Arteta, Bayern Munich của Thomas Tuchel, thậm chí là cả Real Madrid của Carlo Ancelotti, tất cả đều là bạn tướng dưới tay Pep Guardiola. Nhiều người đã biết điều đó từ sớm. Một số người thì vẫn nán lại chờ kết quả của trận bán kết lượt về Champions League để xem một tập thể sở hữu DNA vô địch như Real Madrid liệu có thể thêm một lần nữa cản bước Man City. Tuy vậy, họ cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu. Vào cái khoảnh khắc Julian Alvarez đóng chiếc đinh cuối cùng ấn định chiến thắng 4-0, qua đó tiễn nhà đương kim vô địch rời giải đấu. Chỉ có một sự thật được phơi bày, đó là Man City quá xuất sắc và Pep Guardiola là một trong những chiến lược gia đại tài. Ấy thế mà cựu huấn luyện viên Barcelona vẫn muốn tập thể này phải mạnh hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa, đàn áp đối phương quyết liệt hơn nữa. Vì vậy, Rice và Guardiola đã được mang về cho ông.